Người đàn ông này đang bị truy bắt, nhìn thấy bên đường có tấm ván trượt đang chuẩn bị mượn tạm thì chú cho rằng mình là ai mà dám động vào nó. Hết cách, anh chỉ đành trốn tạm bên một chiếc taxi. Lúc này, Daniel trên xe thò đầu ra, nhìn thấy người đàn ông liền phấn kích. Ơn rồi, John Rambo đây rồi, làm quốc chứ, chỗ người quen lấy rẻ cho bạn nha, nhớ đánh giá 5 sao nhé. John Rambo lập tức móc ra một tập đô la và nói với Daniel, trong vòng 20 phút, nếu bạn có thể đến được sân bay, chỗ tiền này đều là của bạn. Sời, quá là điều bình thường, lên luôn bạn ơi, đợi mình ăn xong cái bánh rồi xuất phát nhà bạn. Đến khi John Rambo lên con chiến mã, Daniel lập tức ấn vào một cái nút, chiếc xe bỗng chốc nâng lên, sau đó mọc ra cái cánh nhỏ. Ơi, xịn sò ghê, xuất phát luôn bạn ơi. Sau đó John Rambo đá chân ga, chiếc xe xì khói phóng vù, lao với tốc độ bàn thờ. John Rambo chắc mầm một điều rằng, trong ngành tổ lái, Daniel là thứ hai thì không ai là chủ nhật. Chiếc xe lướt qua đã khiến hai chú cảnh sát phải choáng váng. Trời má, 298 km/h, thứ gì vừa lướt qua tôi vậy? Sonic chẳng, báo anh em bắt nó lên phường ngay, tôi đang tính độ xe. Ông thấy thế nào? Ý hay đấy, chứ với con xe ghẻ này hai ta cũng chẳng bắt được ma nào đâu. Đợi đến khi Daniel phát hiện thì cảnh sát đã đuổi đến mông rồi. Thế nhưng anh rất tỉnh và đẹp trai, thản nhiên ấn ngay một cái nút, sau xe đột nhiên thò ra 6 cái ống vít phun lửa, phóng vào vèo, khiến John Rambo cảm thấy như sắp phóng lên bàn thờ luôn rồi. Tốc độ nhanh đến nỗi tàu cao tốc cũng phải chào thua. Đó là tàu cao tốc à? Đúng vậy, tuy đẹp mà tốc độ chậm quá. Cùng với một tiếng phanh gấp, chiếc xe an toàn đến được sân bay. Thời gian vừa đẹp đúng 19 phút 59 giây. Hết xăng bạn ơi. Nhưng Daniel vẫn chưa hài lòng cho lắm, anh còn có thể lái nhanh hơn. Còn John Rambo ngồi ghế sau thì chỉ thấy lòng bị nhộn nhạo. Bạn là người đầu tiên ngồi xe tôi mà không chờ đấy, bản lĩnh lắm. Tiếp đó, một chiếc trực thăng từ trên trời đáp xuống. John Rambo chào tạm biệt Daniel để đi quay tiếp First Blood cùng lời hứa đánh giá Daniel 5 sao điểm uy tín. Và để có thể gia tăng tốc độ xe mà Daniel đã ngâm cứu cả ngày lẫn đêm, bạn gái anh Lily không thể chịu nổi nữa, đã cãi nhau với anh. Cô không thể chịu nổi khi Daniel quan tâm xe còn hơn cả mình. Anh còn chưa kịp giải thích thì Lily đã xách túi lớn túi nhỏ muốn về nhà mẹ đẻ. Daniel liền đơ luôn, không biết mình đã sai ở đâu. Cho đến sáng ngày hôm sau, anh đã phát hiện một thứ đồ lạ trên bồn rửa mặt. Trên đó còn hiển thị hai vạch nữa chứ. Cái quái gì đây? Nhiệt kế à? Và để làm rõ, Daniel đã phóng thẳng đến hiệu thuốc hỏi. Và kết quả là bị ông chủ tiệm thuốc chê cười. Thứ này ngay đến đứa con gái nhỏ của ông còn biết ấy chứ. Đây có nghĩa là gì con gái? Anh ấy nói là sẽ cưới con bố ạ. Nó là đứa nào? Lúc này Daniel mới hiểu ra. Lập tức lái xe đến nhà bố vợ. Trên đường vì tốc độ quá nhanh mà đã đụng bay một chiếc xe xấu số. Vừa đến nhà bố vợ thì vừa hay bố vợ và bạn gái chuẩn bị ra ngoài. Daniel bày tỏ rằng anh có thể đưa họ đi, bao uy tín luôn. Còn nói lúc đến còn nhìn thấy xe của bố vợ bị thằng nào đó đụng bay. Bố vợ không hề hoài nghi, cùng bạn gái lên xe. Có điều chuyến này anh không dám láo nháo, chạy với tốc độ bình thường, tuân thủ luật giao thông đường bộ. Giữa đường Lily nói là đau bụng, khiến Daniel lo đến nỗi lắc lộn hết cả lòng về bố vợ. Không dễ gì mới đưa được Lily đến điểm đích. Daniel lập tức thắt dây an toàn. Bố vợ nhìn thấy cảnh này, cả người căng thẳng, toát mồ hôi hột, nắm chặt lấy tay vịn. Anh đá ga lượn quay mấy vòng, quay xe khét lẹt, thuận lợi đưa bố vợ đến cục cảnh sát. Đến cửa thì gặp được người anh em thiện lành Emilien. Biết được gần đây cảnh sát gặp phải một vụ hóc búa, có một đám cướp rất hồn nhiên, dám lượn qua mặt cảnh sát, ban ngày ban mặt dám cướp ngân hàng, hành động mau lẹ, hơn nữa còn giả trang thành ông già Noel. Cảnh sát không có cách nào để tra ra thân phận của bọn họ. Emilien vì đám cướp này mà 8 tháng nay không được ngủ ngon, cả người gầy héo hao mòn, vặn nước để châm điếu thuốc, thậm chí 2 giờ sáng còn muốn ra ngoài đi làm. Kết quả vừa mở cửa thì ngay đến vợ đang mang thai mà phải đến 8 tháng sau anh mới phát hiện. Ngày đó, hai người tốn rất nhiều công sức mới bắt được một kẻ tình nghi, vừa định đến đòi tiền thưởng với cảnh sát trưởng. Kết quả lại phát hiện ông già Noel trước mặt chính là cảnh sát trưởng. Emilien thấy thế lập tức chuồn lẹ. Lúc này, một người phụ nữ bước vào văn phòng, tự xưng mình là phóng viên, muốn đưa tin độc quyền về vụ án này. Cảnh sát trưởng nghĩ rằng mình sắp được lên TV, lập tức sắp xếp nhiệm vụ cho mọi người trước mặt cô phóng viên. Lúc này, có người phát hiện trên bàn ông có một hộp quà. Cảnh sát trưởng mở ra xem thì thấy chiến thư mà bọn cướp gửi cho ông. Bọn cướp nói với ông rằng chúng sẽ cướp ngân hàng vào 3 giờ chiều nay, còn dặn thông báo ông biết địa chỉ cụ thể. Bọn nhãi, thách ông à? Thế là cảnh sát trưởng quyết định tự mình dẫn người chặn trước cửa ngân hàng, đồng thời tuyên bố rằng chúng muốn chạy thoát, trừ phi nhảy qua đầu ông. Sau đó bọn cướp lái chiếc xe độ tung tăng trên đường. Đã thế còn tạo thêm việc cho nhân viên sửa xe, phá nát hàng rào công cộng, đè bẹp hết những vật cản đường và biến một ngôi nhà mới thành một đống tan tành. Mấy người vẫn theo sát phía sau, nào ngờ giây tiếp theo xe đã lao xuống hồ bơi, hành động thất bại. Emilien chán nản tìm đến Daniel tâm sự. Biết được tâm sự của Emilien, hai người anh em tâm sự thâu đêm. Đến sáng vẫn chưa hết chuyện. Lúc này Emilien phát hiện bên đường có một ông già Noel rất khả nghi. Anh hoài nghi kẻ đó chính là nhóm cướp anh cần bắt.
vội vàng bảo Daniel lái xe đuổi theo. Hai người đuổi theo tên cướp đến một căn nhà bỏ hoang, nhằm vào khe cửa, họ phát hiện cả băng nhóm cướp đang ở đây. Emilien vì để nhìn rõ tình hình bên trong, quyết định trèo lên nóc nhà quan sát kết quả. Nhưng dẫu sao vẫn thành công thâm nhập vào nội bộ của kẻ địch. Nào ngờ vừa vào cửa lại phát hiện kẻ cầm đầu nhóm cướp chính là cô phóng viên kia. Thì ra cô ta đã giả danh phóng viên để tiếp cận cảnh sát. Để được tình báo nội bộ của cảnh sát, cô ta chuẩn bị tra tấn Emilien. Ép anh nói ra hành động tiếp theo của bọn họ. Emilien bị cô ta hành hạ, gào thét đủ kiểu. Sau đó bọn chúng lại tiếp tục ra ngoài cướp ngân hàng. Lúc này, Daniel đang đợi ở bên ngoài đã gặp khó khăn. Anh không rõ tình hình bên trong, không biết Emilien giờ sao rồi. Đột nhập vào cũng không phải là cách hay. Chỉ đành ở bên ngoài đợi chi viện, mà lúc này Emilien đang vô cùng sợ hãi, bởi vì lúc này trước mặt anh có đặt một đồng hồ đếm ngược, chỉ cần hết thời gian là tảng đá lớn trên đỉnh đầu sẽ rơi xuống đè nát đầu anh. May thay vào những giây cuối cùng, chiếc taxi quen thuộc đã lao vào và thành công cứu được Emilien ra ngoài. Còn cảnh sát trưởng bên này vì để đối phó với chiếc xe độ của nhóm cướp mà đã điều động cả một đội xe tăng, bắt đầu tiến hành kế hoạch truy bắt lần hai. Mà tin tức này đều đã bị cô phóng viên ngồi ghế sau nghe rõ mồn một. Cô ta lập tức thông báo cho đồng bọn tiến hành kế hoạch B. Kết quả còn chưa kịp tấn công mà nhóm cướp đã trượt ra ngoài. Tất cả cảnh sát đều ngây người, không phải nói là xe độ sao, không ngờ tới nước đi này, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn cướp chạy thoát. Cảnh sát trưởng tức giận, nhảy tạm chiếc xe đạp đuổi theo. Mỗi tội thể lực không đủ, không thể bắt kịp chúng. Nữ tướng cướp nhân lúc họ không chú ý đã nhảy luôn xe cảnh sát trưởng. Bên này, Daniel căn cứ theo dấu vết để lại của bọn cướp, phát hiện có lẽ chúng đã đi qua sân trượt tuyết nào đó. Emilien nói theo tuyến đường họ đã điều tra lúc trước, có lẽ địa điểm đào thoát của chúng chính là bãi trượt tuyết khu nghỉ dưỡng. Thế là hai người lập tức xuất phát. Daniel đá ga tăng tốc, gặp ngay cụ tổ ngành tổ lái thì máy đo tốc độ cũng coi như bỏ. Vừa nãy có thứ gì xẹt qua ấy bạn? Đâu, nó đâu, tôi chả thấy gì. Hai người đã đến được khu trượt tuyết, nhưng nhìn đến con đường trước mặt, Emilien nghĩ rằng chiếc xe không thể đi nổi. Thế nhưng Daniel chẳng hề lo lắng. Sau đó anh liền ấn một cái nút, bánh xe đã nâng lên. Tiếp đó lốp xe cũng biến mất, thay vào đó là bộ lốp chuyên dụng của xe trượt tuyết. Trời ơi, bạn làm thế nào hay vậy? Cứ như vậy, hai người đã thuận lợi đi lên đỉnh núi. Một lúc sau, họ đã nhìn thấy căn cứ bí mật của bọn cướp. Thế nhưng lúc này bọn cướp đã sớm lên đầu trượt tuyết, chuẩn bị đào thoát. Hai người lập tức đuổi theo, nào ngờ lại lạc vào cuộc thi trượt tuyết. Còn thuận tiện ấm về giải nhất, mà nhóm cướp bên này đã đến khoảng đất trống. Một chiếc trực thăng đang đợi chúng ở nơi này. Ngay lúc chúng tưởng rằng đã thoát được thì không được cử động, giơ hai tay lên. Thì ra Daniel đã báo tin cho bố vợ, thế nên họ đã trực sẵn ở đây. Lúc này cảnh sát trưởng mới nhảy dù tới, nào ngờ vì kỹ thuật quá tệ mà đã rơi vào hồ nước. Emilien lập tức tiến đến chuẩn bị kéo ông ra, kết quả lại nhận được điện thoại của vợ. Nóc nhà anh nói mình sắp sinh, bảo anh qua đó liền luôn lập tức. Emilien lập tức bảo Daniel lái nhanh nhất có thể, đưa anh tới bệnh viện. Còn cảnh sát trưởng thì thảm rồi, bị bỏ quên trên núi tuyết. Daniel cũng đã chứng kiến khoảnh khắc đứa bé ra đời. Lúc này, bạn gái anh cũng đã đến thăm hai mẹ con họ. Daniel cũng thừa nhận lỗi sai, đồng thời hứa rằng mình sẽ học cách làm một người bố tốt. Lily đã bị anh làm cảm động, thôi thì tha thứ cho anh vậy. Cảnh sát trưởng lúc này cũng đã được cứu ra, muộn thêm chút nữa là ông biến thành tượng băng luôn rồi. Đến đây bộ phim cũng kết thúc. So với hai phần trước, thì phần này tình bạn của Daniel và Emilien càng thêm bền chặt hơn. Bộ phim kết thúc trong niềm hân hoan của các nhân vật. Sau bộ phim tôi rút ra được một điều, đó là gặp xe của Daniel thì hãy né ngay ra nhé. Và đừng quên nhấn like và đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở bộ phim tiếp theo.